Rồi, anh em có thấy gì không? Chúng ta đã nhận được một cái nhiệm vụ cá chép ban phúc. Để xem kỳ này chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ gì đây. Bút hội Giang Sơn 2. Có bút hội Giang Sơn 2 nữa anh em. Vậy là có hai loại bút hội Giang Sơn nha anh em. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem. Thiếu Hiệp, lâu không gặp. Không biết tài vẽ tranh của Thiếu Hiệp thế nào rồi. Thiếu Hiệp có hứng với cảnh đẹp thế gian, hãy đến Tương Châu Vọng Tiên Đình. Tương Châu Vọng Tiên Đình cùng ta trò chuyện nhé. Nhớ đừng lạc đường đấy nhé. Cố Kỳ Niên. Ok, giấc. Hiện tại cua đang bán thẻ zin nhanh chậm chiết khấu từ 5-8%. Anh em nào có nhu cầu thì có thể nhắn tin vào Zalo của cua. Zalo Son Goku 0946 496 490 để biết thêm thông tin chi tiết nha. Rồi, ok. Thiếu Hiệp đến rồi sao? Tiền bối có phải muốn truyền thụ kỹ thuật vẽ cao cấp cho ta? Đúng vậy, lần trước ta dạy cho Thiếu Hiệp những kỹ thuật cơ bản thôi. Cảm thấy Thiếu Hiệp rất có thiên phú. Sau cái khoảng thời gian luyện tập này, tin rằng Thiếu Hiệp đã có một chút hiểu biết về mối quan hệ giữa bút trong tay và cảnh đẹp thế gian. Ta cảm thấy đã đến lúc giúp cho kỹ năng của Thiếu Hiệp tiến thêm một bậc nữa rồi. Vậy xin nhờ tiền bối chỉ dạy. Đầu tiên đó chính là Thiếu Hiệp hãy đăng ký kênh NB Channel, và sau đó là kênh NB Channel có bán thẻ zin chiết khấu nhanh chậm từ 5-8%, nên là nếu Thiếu Hiệp có nhu cầu mua thẻ zin thì cứ liên hệ vô Zalo của NB Channel nha. Zalo Son Goku 0946 496 490 để biết thêm thông tin chi tiết. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thỉnh giáo Yếu Lĩnh. Thỉnh giáo Cố Tiên Sinh xin chỉ dấu. Đối thoại với Cố Kỳ Niên. Lần này ta sẽ dạy Thiếu Hiệp cách dùng mực. Lần sau ta sẽ dạy Thiếu Hiệp cách mua thẻ zin. Thôi mà cái cách đó là cứ liên hệ Zalo của cô nha anh em. Zalo Sơn của cô 0946 496 490. Mực chia làm 5 màu. Màu đen, trắng, đậm, nhạt, khô, ướt. 6 loại hiệu ứng. Mực pháp chính thể hiện sự biến hóa phong phú trong hội họa. Tục ngữ nói bút là cốt, mực là thịt, nên mực pháp cũng có thể là một cách dùng nước dựa theo lượng nước chia làm cháy, đậm, nặng, nhạt, thanh. 5 loại biến hóa. Trong cách dùng mực, cách phá mực là thường dùng nhất. Khi vận dụng quá mức phải chú ý dùng khi mực sắp khô. Lợi dụng lượng nước để thẩm thấu tự nhiên. Hướng dùng mực phải chú ý thay đổi. Nét thẳng dùng bút ngang để phá. Nét ngang dùng bút thẳng để phá. Cái này đúng á anh em. Tại vì anh em biết sao không? Mà giờ bộ này vậy chứ tôi cả chả biết gì đâu anh em. Rồi, Thiếu Hiệp hay dùng cách phá mực đến chân vỏ vùng đất săn biển mây để vẽ một bức tranh. Ghê vậy. Ok, ta sẽ đi xem thử. Đến chân võ môn. Chân võ môn phái là một môn phái sắp sửa xuất hiện ở mấy chủ Việt Nam nha anh em. Mình tiết lộ cho anh em luôn á. Tại vì ở bản global nó ra chân võ anh em. Chân võ giống như võ đan như mình gọi là vậy đấy. Rồi, giấc Cố Kỳ Niên. Nếu Thiếu Hiệp không biết vẽ cảnh mây ở đâu, có thể đến gần chân võ điện. Chọn cảnh, đặt bút. Rồi, anh em có thể tới vị trí đó chính là đây, 833-766. Cứ bấm lên bản đồ nhập vô, thấy không? 833-766. Đó, rất là đẹp anh em, thật sự là đẹp phải nồi thì thật sự luôn á. Rồi, vẽ coi, coi phong cảnh như thế nào đây. Đẹp cực luôn anh em, đẹp bãi trưởng thiệt luôn á. Quá đẹp luôn á anh em, ghê thật sự. Không, đẹp thật sự chứ không phải gơi em. Rồi đi về nói chuyện với lại anh Cố Kỳ Niên. Cố Kỳ Niên hả? Thiếu
Thiếu Hiệp lúc này chắc đã có chút lĩnh ngộ về cách phá mật rồi. Ta đã ở trước chân võ điện vẽ cảnh biển mây, mời cố tiền bối xem. Thiếu Hiệp quả nhiên là có thiên phú. Tiếp theo ta sẽ dạy Thiếu Hiệp về cách tích mật. Tích mật chính là dùng có độ đậm khác nhau khi vẽ để tích nhuộm từng lớp. Vận dụng cách tích mật cần đợi lớp trước khô rồi mới tiến hành lớp thứ hai. Cứ như thế, tranh sẽ có tầng mật rõ ràng. Cái chữ thế là ghi sai nha, cái này là VNC nhớ chỉnh lại nha. Người ta nhìn nhiều ta cười chết luôn đấy. Thiếu Hiệp hay là đến Tương Châu vùng đất âm dương giao thoa gây à? Dùng cách tích mật để vẽ một bức tranh. Ok. Dứt. Ta sẽ đi đến Phụ Âm Bao Dương. Phụ Âm Bao Dương. Okay. Phụ Âm gì đó, Bao Dương gì đó ha. Rồi. Ok. Vẽ cảnh. Cảnh đẹp thật sự anh em. Đúng là cái game này phải nói là nó đầu tư mấy cái cảnh này hay thiệt ha. Dữ á. Cố Kỳ Niên, nếu Thiếu Hiệp không biết vẽ cảnh âm dương giao hội ở đâu, có thể đến chỗ âm dương tương giao chọn cảnh đặt bút. Rồi, chúng ta đến tọa độ là 624494, ngay cái chỗ mà bác quái nè, hàng chi là âm dương đúng rồi. Hay thiệt anh em, đẹp phải nồi. Dạ, yeah, ra cái gì đây? Hai cái cây, một cây đen, một cây xanh với lại một cây trắng nè. Đẹp thiệt đấy. Rồi, giờ nói chuyện với anh ấy thôi. Đối thoại, anh ấy đâu? What? Cái đờ con heo. Anh em để ý là cua đang đi búp á, cua sử dụng cái tâm pháp nè. Anh em mà đi búp đi hỗ trợ sử dụng tâm pháp này ngon lắm. Này, nó tăng giảm thương, nó tăng hồi máu cho mình luôn, búp máu cho mình luôn á. Đi mấy cái như là cái này nè, khiêu chiến nè, này thiên lang đâu này nọ nè, thấy không? Thâm lang nè, mấy cái này thiên mang chứ, đó là chúng ta cần bơm máu lắm. Sử dụng này lưu ý nha, khi mà mình sử dụng cái này một lần đúng không, thì chúng ta phải đợi hết cái thời gian này chúng ta mới sử dụng tiếp tục nha anh em. Hơi lâu ấy à, nhưng mà cái đó cần thiết lắm. Thiếu Hiệp lĩnh ngộ sao rồi? Ta ở nơi âm dương giao thoa, vận dụng kỹ thuật tích mạc vẽ một bức tranh, mời cố tiền bối xem. Được, bây giờ xem ra Thiếu Hiệp đã lĩnh ngộ được cách dùng mật rồi. Ta sẽ dạy thêm cho Thiếu Hiệp cách cháy mật. Ghê à? Ok, mời tiền bối. Cách dùng cháy mật quan trọng nhất là bút phải còn chút nước. Khi đè bút khiến lượng nước đó chảy ra, đạt được hiệu quả mong muốn. Thiếu Hiệp hay là đến Tương Châu tìm một nơi vùng đất rồng lượng, thử dùng cách vẽ mật này để vẽ một bức tranh. Hay vậy ta? Rồng lượng à, nghe thấy ngon ha, rồng lộn cái kiểu ngon. Đây, ngồi quên nữa, đã chỉ chị chơi tới luôn. Đây, cái thằng này đây. Này nó tên là Bác Hoang Mộ Tuyết. Anh em săn mấy cái này nè, dẹt à. Đó, mình mua, dứt nữa. Đó, cái này dành cho anh em cài chai á, ok lắm. Đây, nếu Thiếu Hiệp không biết vẽ cảnh bàn long ở đâu, có thể tìm một nơi Thạch Sơn Ngọa Long chọn cảnh đặt bút. Rồi anh em tới vị trí đó chính là 466412. Chạy đến đây nè, từ cái khúc kia anh em chạy đến đây à. Dẹt hồi nãy mình khúc này đúng không, mình chạy đến đây là bấm vô. À có con rồng nè à. Đối thoại liền.
Xem ra Thiếu Hiệp đã thành thạo các cách vận chuyển mật. Nhiệm vụ của ta lần này đã hoàn thành. Ý của tiền bối là sao? Ha ha, chỉ là nhất thời nói lung tung thôi. Cố tiền bối lần trước từng nói được cố nhân nhờ tìm ra, không biết cố nhân đó là LNB Channel chứ sao nữa anh em. Là ổng đang bán thẻ dinh chiết khấu từ 5-8% á. Anh em nào có nhu cầu nạp thẻ dinh chiết khấu thì anh em có thể nhắn tin vô Zalo cho cua nha. Zalo Son Cua 0946 496 490 để biết thêm thông tin chi tiết. Cố nhân đó là ai không quan trọng. Ta có một vị đồng môn thiên phú tuyệt ngợi, nhưng vì một số chuyện nhỏ mà phong bút ngưng vẽ, nên ta hy vọng những thứ mà ta có được sẽ truyền lại cho người có duyên. À, đến nay Thiếu Hiệp tay ngời đã ổn, ta xin cáo từ. Nếu sao có cơ duyên nhất định sẽ gặp lại. Được, tạm biệt cố tiền bối. Nhưng mà cố tiền bối nhớ số Zalo của cua nha. Zalo Son Cua 0946 496 490. Sau này có mua thẻ dinh của cua, cố tiền bối nhớ nhắn tin cho cua nha. Chỉ khâu từ 5-8% á. Rồi xong anh em, trời ta nói rất là đơn giản dành cho những anh em cài chai như mình đúng không? Mấy cái nhiệm vụ kỳ ngộ này thì nó hên xui nó xuất hiện anh em. Nên là nếu như mà anh em nào mà vô tình có duyên xuất hiện cái nhiệm vụ thì anh em có thể lên kênh YouTube của mình, kênh LNB LNB ấy, anh em ghi là Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao LNB rồi cái cá chép bằng phúc hay là cái gì đó. Mình có làm các nhiệm vụ cho anh em. Và nếu thích video này các bạn có thể cho mình một like, một đăng ký kênh và copy cái link video này dán vào group Zalo bàn của anh em, để cho những anh em nào mà anh em có những cái nhiệm vụ này họ biết được cái cách mà họ làm nhiệm vụ này. Quan trọng là những cái địa điểm mà chúng ta quan sát rồi này nọ anh em. Và cua làm video thì tầm 10 phút để cho anh em có thể là anh em trải nghiệm cái nhiệm vụ này nó thú vị hơn đúng không, chứ làm đưa ra cái đáp án không thì nó kỳ quá đúng không. Và ok, video của mình sẽ kết thúc tại đây. Nhớ copy cái link video này dán vào group Zalo bạn nha. Hiện tại cua đang bán thẻ zin nhanh chậm chiết khấu từ 5-8%. Anh em nào có nhu cầu thì có thể nhắn tin vào Zalo của cua, Zalo Son Cua 0946 496 490 để biết thêm thông tin chi tiết nha. Và nếu thích video này các bạn nhấn like, share và subscribe kênh LNB của mình. Và đặc biệt anh em có thể tham gia ủng hộ cua cực kỳ dễ dàng thông qua tính năng mới của YouTube. Chỉ cần vài thao tác nho nhỏ như anh em đang thấy trên màn hình, thì anh em ở điện thoại Android hay là iOS, thậm chí ở PC đều có thể ủng hộ cua với kênh thanh toán cực kỳ đa dạng. Hãy tham gia cộng đồng hội viên của LNB và ủng hộ cua để cua có thể xây dựng và phát triển thêm các video hay và chất lượng hơn nhé. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.